Mercedes-Benz Colon phiên bản hoàn hảo lai giữa Dior Homme Colon và Jimmy Choo I Man. Nếu như bạn là fan của Dior Homme Colon hay là Jimmy Choo I Man thì chắc chắn bạn sẽ thích mùi hương của Mercedes-Benz Colon. Đây là một chai nước hoa mà rất nhiều bạn nói mình là anh ơi, anh hãy review vài chai nước hoa sử dụng tốt của những cái thương hiệu xe hơi. Thì lần trước mình có review chai Ferrari Noble Fix, một mùi hương khá là ngon ở cái mức giá dưới 1 triệu đồng. Và đây là chai thứ hai mà mình sẽ review cho các bạn. Và nếu như bạn chưa xem qua video so sánh giữa mùi hương của Dior Homme Colon hay là Jimmy Choo I Man thì nó sắp sửa hiện ở trên này. Các bạn có thể xem ở trên này. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua về mùi hương này. Đầu tiên nó là về phần ngoại hình của chai nước hoa này. Thì như các bạn có thể thấy rằng là chai nước hoa này nó có một cái thiết kế rất đơn giản. Cái phần đáy chai thì nó được làm khá là dày, và cái phần thân chai được phủ một cái màu xanh, càng dưới nó là màu trắng. Và cái phần vòi xịt ở đây thì rất là ok nhá. Đây. Đó. Một thiết kế rất là đơn giản, và ở trên thì nó có cái chữ Mercedes-Benz Colon thế thôi. Về mùi hương của Mercedes-Benz Colon này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi xịt trượt. Cụ thể đây nó là mùi ngọt của quả cam cũng như là những cái quả khác nhiều, quả bưởi. Và các bạn nhận thấy thêm một cái nét là đó là cái vị hơi the the. Thì mình đang không biết là nó đến từ vỏ của quả bưởi hay là đến từ những cái nốt trợ như là nốt tiêu, hoặc là cũng có thể là cả hai. Và cái mùi hương ở đây thì khi xịt ra tay này thì các bạn nhận thấy rằng là nó rất là tươi. Mùi hương nó rất là tươi, nó rất là ướt ấy. Nó như kiểu là các bạn bốc những cái hoa quả nó vừa mới rửa xong ấy, nó vẫn còn ướt nước ấy mà các bạn mang lên cắn ấy. Thì đây là những cái quả cam như vậy. Một cái mùi hương rất là dễ chịu, một cái top note rất là dễ chịu, rất là quen thuộc. Và cái DNA này thì các bạn thể gặp được ở rất nhiều những cái chai nước hoa ở trong cùng phân khúc. Right now về sau thì như bao chai nước hoa khác thì các bạn nhận thấy rằng là cái nét tươi ban đầu nó sẽ dịu xuống và nó xuất hiện những cái nốt hương như là gỗ, như là xạ hương. Thì đây là cái việc blend rất là quen thuộc từ những chai nước hoa có tông mùi citrus. Thì mùi hương nó sẽ trở nên sạch sẽ, nó sẽ trở nên hơi kiểu nam tính một chút này, sạch sẽ. Và nhưng mà ở chai nước hoa này khi mà dry down trên da mình thì nó vẫn giữ được cái tông mùi ngọt của cam, của bưởi ở ban đầu. Thì đó là mùi hương rất đơn giản đến từ Mercedes-Benz Colon. Nhân tiện nói phần mùi hương thì mình cũng sẽ nói luôn tại sao đây là chai nước hoa là một cái phiên bản tốt lai giữa Dior Homme Colon và Jimmy Choo I Man. Thì mình đang không có chai Dior Homme Colon ở đây. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn nếu như các bạn đã gửi qua chai Dior Homme Colon thì các bạn thấy mở đầu nó khá là giống nhau, và mùi hương nó gọi là nó sắc nét hơn so với em này thì mình cảm giác là nó mềm hơn ban đầu và nó mọng nước hơn. Còn dry down về sau thì nó lại có phần giống với chai Jimmy Choo I Man này. Thì Jimmy Choo I Man thì các bạn xịt ra thì các bạn thấy là một cái vị chua của chanh rất khá là rõ, và nó sẽ kết hợp với cái nốt hương Ambroxan. Và Ambroxan ở mặc dù nó là cái nốt cuối thôi nhưng mà ngay khi mới đầu thì các bạn có thể nhận thấy rõ em này, và em này có xu hướng xanh nhiều hơn so với chai Mercedes-Benz Colon này. Đại khái là các bạn có thể hình dung là top note nó mượn của Dior Homme Colon, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Và dry down thì nó sẽ giống mùi hương này khoảng tầm 60-70%. Nó cái cảm giác cuối khi mà dry down ấy thì mình hình dung là em này nó như kiểu là các bạn là những cái vặt trực tiếp những cái quả cam, những quả chanh từ trên cây các bạn rơi xuống đất rồi, và nó ngấm dính một chút đất ẩm ướt. Còn em này thì nó như kiểu là các bạn thả những cái quả cam, quả bưởi vào trong một cái chậu nước vậy mà các bạn đưa lên các bạn ăn ấy. Thì đó là cái hình dung của mình về hai chai nước hoa này. Vậy thì với cái mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách và cái thời điểm như thế nào? Thì với cái mùi hương của Mercedes-Benz Colon này, nó là một cái tông mùi citrus rất là quen thuộc. Và cái DNA này thì nó sẽ phù hợp với mình nghĩ rằng là tầm từ 16-17 tuổi là các bạn có thể sử dụng được, và nó không giới hạn độ tuổi lắm. Kể cả 40 tuổi nhưng mà các bạn thích một cái mùi hương đơn giản là citrus rồi cam chanh kết hợp một chút xạ sạch sẽ, và mùi hương nó rất là tươi sáng, nó rất là dễ chịu, thì đây là mùi hương cho các bạn. Như mình nói ấy, thì tất cả những cái tông mùi citrus thì nó
không có quá nhiều hạn chế về độ tuổi và em này cũng không phải là ngoại lệ. Còn về cái thời điểm khuyên dùng của em này thì với cá nhân mình nghĩ rằng là sẽ sử dụng tốt vào mùa hè thôi. Tại vì với cái tông mùi, với cái DNA quen thuộc cái này thì mùa hè là một cái mùa mà các bạn để sử dụng tốt. Còn nếu mà mùa xuân hay là mùa thu sử dụng thì nó cũng được, nó chỉ là cái yếu mình chỉ xếp thứ hai thôi. Còn nếu mà mùa đông thì em này chắc chắn là không được, tại vì nó khá là yếu. Và nó mùa đông thì mình thích sử dụng những cái tông mùi ấm áp hơn. Và em này ấy, thì mình nghĩ rằng là sử dụng vào mùa hè ở Sài Gòn thì tuyệt vời luôn. Và với một cái mùi hương sử dụng vào mùa hè như vậy thì nó sẽ phù hợp với những bạn nam có cái phong cách kiểu trẻ trung, năng động, lúc nào cũng kiểu dồi dào năng lượng ấy, mặc những bộ quần áo sport này, rồi hay là các bạn có thể sử dụng để đi gym hay là đi chơi đơn giản, đi vận động, thường xuyên vận động ở ngoài trời. Còn nếu em này sử dụng mùa hè ở trong môi trường văn phòng thì mình nghĩ rằng là nó sẽ chỉ kiểu xếp điểm thứ 2, thứ 3 thôi. Còn nếu em này sử dụng, các bạn phải thường xuyên di chuyển, kiểu đi đi lại lại, hay là các bạn học sinh, sinh viên, các bạn di chuyển ngoài trời nhiều, thì đây chắc chắn là một cái lựa chọn vô cùng tốt. Về phần giá tiền của Mercedes-Benz Cologne này thì nó có giá khoảng tầm trên dưới 1 triệu đồng một chút, khá là rẻ so với Jimmy Choo Iman. Jimmy Choo Iman thì nó tầm 2 triệu đồng, còn với Dior Homme Cologne thì nó phải tầm hơn 2 triệu. Thì đây là một cái lựa chọn rất là rẻ cho những bạn học sinh, sinh viên hay là những bạn nào có thể tìm mùi hương nó thay thế được hai mùi hương kia mà nó vẫn đảm bảo những cái yếu tố độ bám tỏa này, rồi cái phong cách cũng như là về cái DNA mùi hương. Vậy thì chốt lại, có nên mua Mercedes-Benz Cologne này không? Thì mình sẽ đưa ra những cái điều lưu ý cho các bạn. Thứ nhất, đây là một tông mùi xịt trượt, nên là nó sẽ, nếu như bạn nào không ngửi quen hay là mới ngửi những cái chai nước hoa có tông mùi cam chanh như vậy thì các bạn sẽ có cái cảm nhận rằng là nó khá là giống những cái chai nước hoa mùi kiểu nước rửa bát, hay là những cái tông, những cái đồ mỹ phẩm mà nó có xu hướng sử dụng làm cam chanh ấy. Thì đấy là điều thứ nhất mà các bạn nên lưu ý. Cái điều thứ hai đó là chai nước hoa này thì có thể về mặt thương hiệu, về nước hoa này nó không quá là nổi tiếng, vì thế thì các bạn sẽ hơi khó tìm kiếm trên thị trường ở Việt Nam. Và cái điều thứ ba về chai nước hoa này đó là em này thì mình nhớ rằng là có một thời điểm người ta sản xuất, xong rồi một thời gian sau thì người ta lại ngừng sản xuất, và đến năm 2020 thì nó lại sản xuất. Nên là cái việc tìm kiếm mua ở em này thì các bạn nên cập nhật trực tiếp từ các hãng hay là từ những nơi phân phối lớn. Còn cái thời điểm mà khi mình quay video này thì mình vẫn có thể tìm thấy chai nước hoa này ở trên thị trường và có khá là nhiều người bán. Đó là những cái mà các bạn cần lưu ý về mùi hương này thôi. Còn về cái quan điểm là có nên mua hay không thì với cá nhân mình chắc chắn là nếu như mình đang thích Dior Homme Cologne hay là thích Jimmy Choo Iman thì chắc chắn là khi mà mình sử dụng hết thì đây là một cái lựa chọn hoàn toàn có thể thay thế và đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu như độ bám tỏa, phong cách, cái DNA cũng như là về cái phần giá tiền. Một chai nước hoa có tông mùi giống nhau khoảng tầm 70-80% mà nó có giá rẻ hơn 1/3, 1/2 thì chắc chắn rồi, mình sẽ mua em nó. Còn bạn thì sao? Bạn đã sử dụng qua chai nước hoa này chưa? Hay là bạn đã đang quan tâm những chai nước hoa nào thì hãy cứ bình luận ở bên dưới và đừng quên việc like, share, ấn chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Bây giờ xin chào, gặp lại, bye bye.